Bất chấp sự cố gãy vượt, Trung Quốc giành huy chương vàng bóng bàn thứ hai ở Olympic 2024. Đội tuyển bóng bàn Trung Quốc tiếp tục thống trị các nội dung bóng bàn ở Olympic khi giành tấm huy chương vàng, huy chương vàng thứ hai ở nội dung đơn nữ và nhiều khả năng sẽ có huy chương vàng ở nội dung đơn nam. Môn bóng bàn luôn là mỏ vàng của đoàn thể thao Trung Quốc ở các kỳ Olympic khi đội tuyển bóng bàn của đất nước tỷ dân đã giành được 6 trong tổng số 7 huy chương vàng của môn bóng bàn tại Olympic Tokyo 35 năm về trước. Ở Olympic Paris 2024, Trung Quốc hiện cũng đã giành được hai trong tổng số 5 huy chương vàng sẽ được trao lần lượt ở các nội dung đôi nam nữ và đơn nữ. Trước đó, hai vận động viên Quang Chu và Sun Jiha mang về tấm huy chương vàng nội dung đôi nam nữ hôm 31 tháng 7. Đến tối mùng 3 tháng 8, vận động viên Chen Meng giành huy chương vàng thứ hai ở môn bóng bàn cho đoàn thể thao Trung Quốc ở nội dung đơn nữ. Đáng chú ý trận chung kết môn bóng bàn đơn nữ là trận đấu nội bộ giữa hai vận động viên Trung Quốc khi tay vượt số một thế giới Sun Jiha Ha động bộ số hai thế giới là Chen Meng. Dù xếp hạng thấp hơn, nhưng Chen Meng đã thể hiện bản lĩnh của đàn chị ở đội tuyển bóng bàn Trung Quốc khi đánh bại Sun Ha với tỷ số 4-2 qua đó có lần thứ hai giành huy chương vàng ở Olympic. Sun Ha giành huy chương bạc còn tấm huy chương đồng thuộc về vận động viên người Nhật Bản Hina Hayata. Đáng chú ý, ở nội dung đơn nam tay vợt số 2 thế giới người Trung Quốc đồng thời là hạt giống số 2 ở Olympic, Fan Hèn Song cũng đã ghi tên mình vào trận chung kết và sẽ đối đầu với Chu Moraga của Thụy Điển nhiều khả năng Trung Quốc sẽ giành thêm huy chương vàng thứ ba khi Fan Hen Rong được đánh giá cao hơn tay vợt người Thụy Điển xếp hạng 26 thế giới rất nhiều. Nội dung đơn nam bóng bàn trước đó là tâm điểm của truyền thông và người hâm mộ bóng bàn thế giới sau sự cố bị gãy vợt của hạt giống số 1 Olympic người Trung Quốc Wang Chu. Dù góp công lớn mang về huy chương vàng nội dung đôi nam nữ, nhưng sự cố gãy vợt khiến Wang Chu bị loại sớm ngay trận mở màn nội dung đơn nam khi đối đầu với Chu Mojega. Tuy nhiên, Fan Hen Song đã thay người đồng đội làm rất tốt trong hành trình tiến vào trận chung kết sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 phút ngày 4 tháng 8. Sau ba nội dung nói trên, đội tuyển Trung Quốc sẽ tiếp tục chinh phục hai tấm huy chương vàng còn lại ở nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ.